các thầy cần phải ghi nhớ. Tâm nghi ngờ chính là căn bệnh hiểm nghèo. Nó chia rẽ tình người, chẳng khác nào liều thuốc độc mà giết chết tình bạn. Nó cũng giống như là gai nhọn đâm vào tận xương cốt. Đừng bao giờ quên rằng chính tư tưởng của chúng ta đã tạo nên con người của chúng ta. Yeah.